Tôi là Bùi Đức Trị, địa chỉ là xóm Bình Long, xã Bôi Chanh, huyện Phú Lương. Tôi cũng bón phân con lười được hôm nay là được 10 ngày. Nhưng mà cảm nhận của tôi thì nó chung là nó sẽ lên là cái sinh trưởng của nó là tương đối rõ rệt, mới được 10 ngày nhưng thấy rõ rệt khác với các phân sinh thường kia thì nó không được bằng cái phân con lừa này. Hôm nay tôi biết là anh cũng tiếp tục chuẩn bị bón tiếp phải không ạ? Vâng, Hôm nay thì anh bón bao nhiêu sào nữa ạ? tới đây chúng tôi sẽ tôi bón lứa đầu tiên theo như khuyến cáo của nhà sản xuất là tôi bón 25 cân sào cho lứa đầu tiên, thì là chúng tôi tới đây sẽ cũng lại bón tiếp phân con người. Và nếu mà chúng tôi nếu thử thí điểm là lứa mà thấy tốt mà nó năng suất thì chúng tôi sẽ giảm đi một ít, là từ 25 cân một sào xuống 20 cân, dần dần là xuống 15 cân theo đúng quy trình của nhà sản xuất. Nếu mà trong ba lứa chúng tôi cảm nhận được thì trong vùng chè chúng tôi sẽ phát triển ra được nhiều hộ sẽ mua phân con người để phân bón cho cây chè. Vâng, tôi nghe nói với bà con nói anh có phải là bí thư chi bộ của cái xóm này không ạ? Vâng, tôi là bí thư chi bộ của xóm Bình Long, Anh làm xã Bôi được bao Chanh. nhiêu năm rồi ạ? Tôi làm được khóa này là khóa thứ ba. Vâng ạ, rất Vâng. cảm ơn anh và mong anh cũng thành công Vâng. để làm sao đưa cái tiến bộ khoa học cho bà con để Vâng. làm vừa đảm bảo sức khỏe, vừa cải tạo được đất, vừa có chè sạch. Và cũng báo cáo anh là trong xóm gốc gạo ở xã Tức Chanh cũng có làm rồi đấy ạ. Vâng. Và đấy chính là nhãn hiệu chè con lười của công ty đấy ạ.